Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục về giới thiệu về một cái số cái câu lệnh hoặc là một số cái hàm ở trong cái thư viện math.h này. Rồi. Ở đây ở những cái bài học trước thì mình đã giới thiệu lệnh ABS, lệnh SQRT, lệnh LOC, lệnh PO. Đấy. Rồi mình sẽ nói qua một chút cái lệnh ABS này chính là lệnh tính cái giá trị tuyệt đối. Còn cái lệnh SQRT này chính là cái lệnh để tính căn bậc hai. Đấy, lệnh log này tính là lệnh tính logarit tự nhiên ạ. Logarit tự nhiên. Rồi. Tiếp theo là cái lệnh POW này, này. POW kép này tính là tính y tính ra kết quả y mũ x. Đấy. Như thế thì trong đây có hai cái biến là y và x. Thì cái biến đằng trước này chính là cái tính y ạ. X là biến x ạ. Nhưng mà chứ là nó tính y mũ x. Rồi. Cái hàm SQRT này là cái hàm mà dùng để tính căn bậc hai. Rồi, tiếp tục cái hàm ABS này chính là tính giá trị tuyệt đối. Rồi, tiếp theo. Sau khi viết đầu tiên mình sẽ giải thích một số cái câu lệnh trong đây. Đầu tiên mình sẽ khai báo cái một số cái biến ở trong đây. Đấy. À, mình khai báo x y a b c d đấy, với chung cái kiểu dữ liệu là double. Rồi, rồi sau đó mình sẽ khởi tạo cái giá trị cho x và y đấy, y bằng 2 và x bằng 4. Sau đó mình sẽ gán cái biến a này thì sẽ bằng cái abs của x, tức là a sẽ bằng cái giá trị tuyệt đối của biến x. Rồi tiếp theo biến b thì mình sẽ gán nó sẽ bằng cái sqrt của x, tức là nó sẽ bằng căn bậc hai của cái biến x này. Rồi tiếp theo là cái c này. C thì mình sẽ gán nó bằng log log của x, tức là bằng logarit tự nhiên của x. Rồi tiếp theo d với kiểu pow này. Đây đây là kiểu pow. Kiểu POW này thì mình đã giới thiệu ở bài trước. Thì kiểu POW này chính là kiểu tính ra cái kết quả của y mũ x. Đấy, nó có hai cái biến trong này, y mũ x. Rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ in ra các cái giá trị tuyệt đối như căn bậc 2, logarit hay là số mũ của x. Rồi. Và sau đó sẽ trả về cái kết quả cho cái chương trình. Rồi. Sau đây mình sẽ compile cái chương trình cho các bạn xem. Đây, các bạn có thấy ta có thể so sánh như này. Ở đây mình cho các biến là số nhỏ để cho các bạn dễ hình dung. Đấy, đầu tiên nó sẽ in ra giá trị tuyệt đối là bằng 4, tức là cái câu dòng lệnh này tương đương với dòng lệnh này. A bằng ABS của x bằng 4 đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nó sinh ra căn bậc 2 sẽ bằng 2. Đấy. Đấy. Ở đây ta thay x vào tính căn bậc 2 của 4 thì nó rõ ràng bằng 2 đúng không ạ? Rồi, tiếp theo cái logarit của x đấy. Logarit của x thì nó thay x bằng 4 vào đây và tính logarit ra thì đây nó sẽ bằng 1.386294 đúng không ạ? Rồi, nếu các bạn không cảm thấy không tin tưởng thì có thể sử dụng là cái máy tính sách tay, máy tính bấm tay đấy để kiểm tra lại. Nhưng theo mình thì nó hoàn toàn chính xác vì đây là một cái câu lệnh ở trong C và nó đã được định nghĩa sẵn rồi. Đấy. Rồi tiếp theo là cái y mũ x. Đấy. Y đây bằng 2 đúng không ạ? X bằng 4 đúng không ạ? Vậy thì 2 mũ 4 thì sẽ bằng 16 đúng không ạ? Đấy. Thì đây nó cũng cho ra kết quả là 16 đúng không ạ? Đấy. Như vậy thì cái việc sử dụng các hàm này này để tính toán thì nó hỗ trợ rất nhiều trong cái quá trình chúng ta lập trình. Đấy. Và cái thư viện các hàm trong thư viện math này thì nó có ứng dụng rất lớn ở trong cái ngôn ngữ lập trình. Đấy. Rồi, và hầu như là 80% hoặc có thể là hơn nữa các cái chương trình đều cái sử dụng hầu hết cái hàm này. Đấy. Một trong số hàm này tức là đều sử dụng cái thư viện math này.
Đấy. Rồi. Đấy, thì trên đây là một số cái giới thiệu về một số hàm ở trong cái thư viện Maxim H này. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video lần sau ạ.